Gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố hiện nay thực sự cái loại biến chủng mới từ Omicron vẫn là Omicron nhưng mà BA1 và BA2. BA1 là đã lây nhiễm tràn lan khắp thế giới và Hoa Kỳ này rồi. Bây giờ thì BA2 đã có nhiều nơi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì việc mà xét nghiệm đó thưa quý vị, nếu mà ra positive, họ chưa tìm thấy BA2 nhiều. Cho nên cho đến giờ phút này thì họ đang chờ đợi thêm các chi tiết để tìm hiểu xem trong thời gian tới liệu rằng biến chủng BA2 của Omicron sẽ lây nhiễm lan hay không. Họ cho thấy là trong các đợt xét nghiệm mới nhất thì đa phần là từ BA2. Và những người mà có BA2 đó thì cái triệu chứng nó lại nhẹ hơn so với BA1. Nhưng mà bởi vì dữ kiện chưa có đủ trên toàn cầu, cho nên WHO chưa thể công bố chính thức là liệu biến chủng BA2 có tệ hại hơn BA1 hay không. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin được đưa ra để tiếp tục kêu gọi các tổ chức y tế của các quốc gia nên vẫn quan tâm đến tình trạng hiện nay với tất cả công dân của họ. Và trong thời gian này thì những cái tin tức lạc quan, sau New Zealand bây giờ đến phiên nước Úc đã mở cửa biên giới trở lại và cho phép các du khách từ nước ngoài vào nước Úc khởi đầu trong tuần lễ tới thưa quý vị. Cho nên giờ đây thì công dân được trở về và không còn bị cách ly nếu như họ chứng minh đã được chích ngừa đầy đủ. Cho nên lúc này chúng ta biết việc mà lây lan vẫn diễn biến từ quận Cam tới Los Angeles. Nhưng mà những cái tin tức liên quan đến Omicron biến chủng thứ nhì BA2 thì cái tin tức này chúng ta cũng chưa có được nhiều. Nhưng mà hy vọng các vị chuyên gia trên toàn cầu, ngay cả bác sĩ Anthony Fauci vào sáng ngày hôm nay, ông tuyên bố xem ra thì đại dịch đến từ Omicron đã giảm rồi và Hoa Kỳ đã thoát ra khỏi cái tình trạng nguy hiểm nhất từ đại dịch COVID.